là một trong những đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, nội dung hoạt động luôn được đổi mới, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó không ngừng rèn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, giúp các em trưởng thành hơn và góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Trong năm học 2018-2019, đoàn trường đã xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa và mang lại thành tích nổi bật và có tính lan tỏa rộng như: đoàn trường đã tổ chức đêm hội trăng rằm. Để có kinh phí tổ chức trung thu cho trẻ em thiệt thòi, đoàn trường cùng các bạn học sinh đã tổ chức bán bánh trung thu gây quỹ tình nguyện với số tiền thu được hơn 3 triệu đồng, tổ chức chương trình vui hội trăng rằm và trao nhiều xuất quà trị giá gần 5 triệu đồng cho các em nhỏ ở trung tâm trẻ em mồ côi và khuyết tật Bạch Thết thị xã Gia Nghĩa. Tiếp đến là lễ hội Halloween. Đoàn trường phối hợp cùng câu lạc bộ tiếng Anh đã tổ chức đêm hội Halloween cho đoàn viên thanh niên tham gia với các trò chơi và đêm hội hóa trang. Với sự sáng tạo không giới hạn, các bạn học sinh đã tạo nên những hình ảnh vui nhộn, xen lẫn rùng rợn, tạo nên một ngày hội đặc biệt không chỉ với các bạn học sinh mà còn cả với thầy cô giáo. Để viết tiếp hành trình khúc hát yêu thương lần 1, nối tiếp những câu chuyện về tấm gương học sinh nghèo vượt khó với ý chí và nghị lực phi thường của các em học sinh, đoàn trường đã tổ chức chương trình khúc hát yêu thương lần 2. Chương trình đã đón nhận rất nhiều những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan doanh nghiệp, bậc phụ huynh để tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em học sinh. Nhằm đẩy mạnh có hiệu quả phong trào, sáng tạo trẻ, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp trong học sinh, đoàn viên, thanh niên, đoàn trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và nhận được sự hưởng ứng tích cực sôi nổi từ phía các chi đoàn học sinh. Các phần thi của chương trình được biên soạn theo chương trình Đường lên đỉnh Olympia của VTV đã tạo ra sự thu hút đối với các thí sinh như các cổ động viên tham gia. Kết thúc hành trình đầy cam go của bốn nhà leo núi, thí sinh Nguyễn Xuân Hiếu đã giành được điểm số cao nhất, xuất sắc giành được vòng nguyệt quế vinh quang của cuộc thi. Nhằm mang mùa xuân đến nơi nẻo cao, đoàn trường đã tổ chức chiến dịch Xuân Tình Nguyện để giúp đỡ các em nhỏ ở trường mầm non Hoa Ban thuộc bản Đoàn Kết, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức. Chiến dịch của trường là món quà xuân ấm áp cho các em nhỏ nơi đây. Với sự quyên góp, hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ nhân viên, giáo viên và học sinh, đoàn trường đã trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà tuy bé nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình trong dịp Tết đến xuân về, mang lại không khí vui tươi, đầm ấm cho các em nhỏ còn kém may mắn. Tiếp đến là hội thao truyền thống. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của đoàn trường diễn ra vào tháng 1. Đoàn trường tổ chức nhằm tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể chất và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Đây là hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham dự với nhiều môn thể thao khác nhau, hoạt động mang lại nhiều niềm vui, tinh thần đoàn kết và rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên thanh niên. Nhằm tạo cơ hội để đoàn viên phát huy tài năng, đoàn trường đã tổ chức chương trình Nguyễn Chí Thanh Got Talent với những màn trình diễn hát, múa, nhảy, ảo thuật, vẽ đặc sắc của hơn 30 thí sinh. Cuộc thi đã giúp các em học sinh chuyên Nguyễn Chí Thanh đã khẳng định rằng các em không chỉ học giỏi mà còn đa tài. Không chỉ các hoạt động văn nghệ và thể thao, ban chấp hành đoàn trường đã phối hợp với các bạn cựu học sinh hiện là sinh viên ở các trường đại học tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp mang tên Bước cho các bạn học sinh trong nhà trường. Thông qua chương trình, các khách mời và tư vấn viên đã chia sẻ những thông tin bổ ích về các ngành nghề đào tạo, tư vấn chọn ngành nghề, giúp các bạn định hướng chọn trường phù hợp với khả năng của mình. Cứ 3 năm một lần, đoàn trường lại tổ chức hội trại 26 tháng 3. Hội trại năm vừa qua đã tạo được không khí vui chơi, giải trí, giải tỏa áp lực học tập cho các bạn học sinh, phát huy vai trò xung kích, đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các lớp. Hội trại với các hoạt động như làm trại, ẩm thực, các trò chơi dân gian tập thể, thi nhảy hiện đại, tổ chức đêm lửa trại và sinh hoạt trò chơi lớn, tạo nên không khí vui tươi, thu hút toàn bộ học sinh tham gia. Hội trại diễn ra thành công tốt đẹp và để lại kỷ niệm khó phai cho các bạn học sinh.
nhằm hưởng ứng chương trình hành trình đỏ với thông điệp Giọt hồng Đắk Nông kết nối dòng máu Việt. Đoàn trường đã huy động đoàn viên thanh niên tình nguyện hiến máu và tham gia diễu hành hưởng ứng chương trình hành trình đỏ lần thứ 7 lần đầu tiên diễn ra tại địa bàn tỉnh. Để tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đoàn trường đã thiết thực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thông qua các hoạt động dân hương tưởng niệm và tiến hành dọn vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Hòa trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng ngày sinh nhật Bác, đoàn trường đã tiến hành trồng cây xanh, góp phần cải thiện môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp nhằm lan tỏa tình yêu đối với cây xanh trong trường học và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên. Chào đón năm học mới 2019-2020, được sự cho phép và giúp đỡ của ban giám hiệu, đoàn trường tổ chức cuộc thi Bước nhảy sân trường lần 1. Cuộc thi là một sân chơi mới, lành mạnh và nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của tất cả học sinh trong toàn trường. Đây cũng là một hoạt động rất bổ ích nhằm giúp cho tinh thần của các em được thoải mái, vui vẻ trước khi bước vào một năm học mới. Vào ngày khai giảng, bước nhảy của thầy cô và học sinh cũng đã tạo được tiếng vang lớn. Bên cạnh đó, để triển khai có hiệu quả các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, Ban chấp hành đoàn trường luôn chú trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên thông qua các buổi chào cờ đầu tuần và lồng ghép các hoạt động ngoại khóa như giao thông học đường, tự hào Việt Nam, biển đảo quê hương, tuyên truyền giáo dục cho học sinh về truyền thống và ý nghĩa của các ngày lễ lớn trong năm với các buổi sinh hoạt chủ điểm của các chi đoàn như tổ chức phiên tòa giả định nhân ngày pháp luật Việt Nam, hái hoa dân chủ mừng đảng mừng xuân, tiểu phẩm bảo vệ môi trường. Đoàn trường còn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc học tập và tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường. Hiện nay, đoàn trường đã thành lập được các câu lạc bộ, đội, nhóm theo nhu cầu sở thích, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của học sinh như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ truyền thông và sự kiện, câu lạc bộ tranh biện, câu lạc bộ đàn guitar, đội văn nghệ và câu lạc bộ xung kích, tình nguyện. Có thể nói, việc thành lập các câu lạc bộ đã phát huy được ý nghĩa tích cực, giúp các bạn đoàn viên thanh niên phát huy tối đa năng khiếu, sở trường, biết cách tự rèn luyện kỹ năng sống, góp phần bổ trợ cho học sinh trong học tập và cuộc sống. Để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh phát triển như ngày hôm nay, ngoài những nỗ lực phấn đấu của lực lượng đoàn viên thanh niên trong nhà trường, còn phải kể đến sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của cấp ủy chi bộ và ban giám hiệu đối với công tác đoàn. Đây là nguồn động lực lớn giúp đoàn trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy những thành tích ấy, nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh tiếp tục triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, tích cực tạo ra sân chơi an toàn, bổ ích, nâng cao kỹ năng sống, trang bị cho đoàn viên thanh niên nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng sống thiết thực giúp các em tự tin và chủ động trong học tập, cũng như trong cuộc sống đúng như sứ mệnh mà nhà trường đã xác định. Tạo dựng môi trường học tập nền nếp kỷ cương, chất lượng cao để tài năng học sinh có cơ hội tỏa sáng.